Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 10 tháng 3 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều ngày nay, người dân các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, phải sinh hoạt và sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi. Trời mưa dai dẳng cả ngày, cùng với đó là độ ẩm không khí rất cao, hầu hết các nơi đều vượt ngưỡng 90%, đặc biệt là vào đêm và sáng có nơi còn đạt mức bão hòa 100%. Thời tiết ẩm ướt cùng với sương mù dày đặc vào đêm và sáng sẽ cản trở đến tầm nhìn. Chính vì vậy mà khi lưu thông vào thời điểm này thì quý vị nên đi chậm, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe để tránh mắc các bệnh dễ phát sinh trong điều kiện thời tiết hiện nay như là cảm cúm hay là dị ứng. Và theo dự báo, kiểu thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao vẫn còn kéo dài trong khoảng 3 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ phổ biến dưới ngưỡng 23 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ thì thời tiết tốt, ít mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 24 cho đến 27 độ. Khu Tây Bắc có thể lên được mức là 30 cho đến 34 độ. Còn tại miền Trung, thời tiết ẩm ướt, mưa nhỏ, mưa phùn vẫn diễn ra ở khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày tới, tập trung nhiều vào đêm và sáng. Trời còn lạnh khi nhiệt độ chỉ từ khoảng từ 20 cho đến 23 độ và đến ngày 12 thì trời sẽ chuyển rét hơn. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ thời tiết tốt hơn. Hai ngày tới trời phổ biến là không mưa, ban ngày có nắng và nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực Trung Trung Bộ và từ 30 cho đến 32 độ ở Nam Trung Bộ. Tuy nhiên đến ngày 12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Huế sẽ nhiều mây hơn, có mưa nhỏ ở một vài nơi và nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái thời tiết chủ đạo trong những ngày tới là đêm không mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ... Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ 3 ngày tới trời phổ biến ít mưa, ngày nắng. Riêng phía Đông Nam khu vực sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Trời rét nhẹ, nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có thể đạt mức từ 30 cho đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa nhỏ và mưa phùn, sương mù, tập trung nhiều vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức 23 độ, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam sẽ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ban trưa dao động trong khoảng từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trạng thái thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới là mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, 3 ngày tới tại đây thời tiết ít biến đổi, đêm không mưa, ngày nắng, độ ẩm ban trưa giảm thấp xuống đến 35 cho đến 45%, nhiệt độ cao nhất từ 21 cho đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ 3 ngày tới trời ổn định, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 cho đến 35 độ. Trở ra khu vực Hà Nội, trong 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung nhiều vào đêm và sáng, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức 23 độ, trời rét. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực quần đảo Hoàng Sa thời tiết ít mưa, độ cao sóng trung bình từ 1 cho đến 1,5 mét, gió có hướng đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5. Lưu ý là khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn có thể có mưa nhỏ vào sương mù vào thời điểm đêm và sáng. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa, trong những ngày tới, trời hầu như không mưa, độ cao sóng trung bình từ 1 đến 1,5 mét, gió hướng đông bắc đến đông mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.